Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà 5D. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ tiếp tục review đánh giá trên tay các sản phẩm gạch kính mới. Trước đó mình đã đánh giá trên tay các sản phẩm gạch kính có nguồn gốc từ Thái Lan với kích thước khoảng từ 19 x 19 x 9 cm rồi. Các video đó các bạn có thể xem lại trên kênh. Còn sản phẩm ngày hôm nay chúng ta là mẫu gạch kính có nguồn gốc nhập khẩu từ Indonesia. Với kích thước kỹ thuật ở đây mình đo được là bề mặt là 30 x 30 cm và chiều dày viên gạch là khoảng 10 cm các bạn nhé. Cảm giác cầm trên tay của viên gạch này khá là đầm và nặng. Mình đo được là mỗi viên gạch có khối lượng khoảng 6,9 kg, tương đương với khoảng 7 cân, so với đối với một mẫu viên gạch như này cực kỳ là nặng. Bên cạnh đó, đây là viên gạch có họa tiết vân. Đây các bạn xem, dạng vân sần lưới. Dạng vân sần lưới này được tạo hình bởi hàng ngàn những cái viên bán cầu tròn như thế này, cực kỳ đẹp và lạ mắt. Nó sẽ tạo hiệu ứng thị giác khi ánh sáng chiếu vào là cực kỳ là hiệu quả các bạn nhé. Còn với kích thước 30 x 30 như thế này thì các bạn để đạt được diện tích 1m2 các bạn cần khoảng 11 viên gạch như thế này. Và tương tự như các mẫu gạch khác thì các sản phẩm gạch như này chỉ chuyên dùng để lấy sáng cho các không gian phòng hoặc là để trang trí nội ngoại thất. Mẫu gạch kính này mình cũng lưu ý một chút, đó là với cái dạng vân như thế này này thì các bạn thường ấy, đấy là dạng vân độc quyền cho các mẫu gạch kính 30. Còn các sản phẩm gạch kính có kích thước nhỏ hơn sẽ thường là sẽ không có cái dạng vân như này đâu, nên các bạn cần lưu ý. Thế nên là giá thành cho những viên gạch như này sẽ trên thị trường sẽ tương đối là cao. Và để biết thêm chi tiết cũng như là đặt hàng của sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để ở đây hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.